Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Được thành lập bởi nhà nghiên cứu cha Pero Nguyễn Văn Tường là một minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự chung tay góp sức của cộng đồng. Nhờ sự hỗ trợ quý báu từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã không ngừng phát triển và hoàn thiện, trở thành điểm tựa tinh thần cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Từ những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, phòng khám đã dần dần được xây dựng và mở rộng. Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đảm bảo điều kiện hỗ trợ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Mỗi hạng mục công trình được hoàn thiện đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y sĩ và nhân viên phòng khám và sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có được những trang thiết bị y tế tiên tiến, cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp phục vụ cho công tác chẩn đoán và hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đạt hiệu quả. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được nâng cao, giúp họ có thêm niềm tin và hy vọng vào tương lai. Hơn cả những giá trị vật chất, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước còn mang đến cho bệnh nhân ung thư nguồn động viên tinh thần vô giá. Họ cảm nhận được sự quan tâm, sự chia sẻ và yêu thương từ cộng đồng, giúp họ thêm mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, thử thách trong quá trình hỗ trợ điều trị. Xin được tri ân sâu sắc đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong suốt thời gian qua. Nhờ sự chung tay góp sức của quý vị, phòng khám đã có thể thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, mang đến niềm hy vọng và sự sống cho những bệnh nhân ung thư. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động lực to lớn để tập thể y sĩ, nhân viên của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho bệnh nhân ung thư sự chăm sóc tốt nhất. Kính chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công, luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa thầy, là khi bắt đầu vào đây thì cảm thấy là cái nhà này nó trần chưa có, gạch nền chưa có gì cả, ngoài sân sướng vậy mà đến giờ là vào cái phòng bên sau đấy, đằng sau đang là gọi là mới có móng này, chưa xây dựng được. Vào bây giờ đến 2 tháng này mà cảm thấy là quá cực kỳ, một mạnh thường quân giúp đỡ quá cực kỳ. Đến nay sân đã sướng, đã đầy đủ các thứ rồi, có sạch sẽ. Cũng mong rằng tất cả đây vì cái điều kiện này, và các thầy đây gọi yêu thương cho không mà vậy. Mà nếu bản thân con cũng nghĩ thế thôi, để con cũng ra viện thì con phải kiếm một chút gì đó, nói chú để mà ủng hộ trong phòng khám này chứ. Con thấy là đúng là các thầy cho không rồi, đã mất công mất sức rồi, bây giờ này không có gì mà thầy lấy đâu ra mà cái thiết được à? Thì con thấy là cũng mạnh thường quân cũng thấy là cực kỳ hoàn mạnh này. Trong đó là trước hết là cảm tạ hồng ân thiên chúa mà đã ban cho cha Tường đây. Ông đang nghiên cứu ra cái bài thuốc là để cứu chữa những người bệnh ung thư như chúng con. Thật là cái được sự quan tâm của các thầy giang tay giúp đỡ cứu chữa chúng con đến giờ này. Con cảm thấy là các bệnh nhân như chúng con đây cảm thấy là cực kỳ, con xin hết lòng cảm ơn các thầy đã tận tụy giúp đỡ với chúng con và riêng bản thân con. Khi 4 tháng trước đó, thì em có lên đây, tức là phòng khám của thầy đã bị một số người phá và những cái bạc cái chòi lên, rồi khám cho những người mà bận xong thời gian đó, là các thầy sẽ là khôi phục lại những cái phòng khám khang trang như vậy rất là mau lẹ đó, cho nên là để cho những người bệnh nhân yên tâm và những người bệnh người ta có chỗ che nắng che mưa, khôi phục rất là tốt, khang trang như vậy. Tất cả đều có, hồi xưa thì có một cái bà thôi, bây giờ đã có giường nằm nghỉ, ai bệnh nhân nào nặng thì vô nằm nghỉ. Các thầy rất là chu đáo vấn đề mà chăm sóc các bệnh nhân, có bệnh nhân như một người thân trong nhà. Con kính thưa các thầy với thầy Thành Võ, đây là giờ là nói thật không có một cái nguồn kinh phí nào để cho hỗ trợ cho phòng khám, nhưng bây giờ chỉ trông vào tất cả những nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước đấy,
hỗ trợ để các thầy nuôi chúng con, cho không chúng con hàng ngày. Bây giờ là theo như con là con xin các nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước có tâm để phát tâm vào để cứu những người bệnh ung thư như chúng con để được lành bệnh ạ. Thì các thầy đã mất của lại mất công thì giờ lại nhờ vào những nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước để phải hỗ trợ thì các thầy mới đủ điều kiện để chăm sóc chúng con hàng ngày, từ chay nước, từ gói gạo, rồi thuốc. Chứ bây giờ mình các thầy thì các thầy cũng không khả năng làm được, nên là con xin là tất cả những nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước mà xem được cái clip này thì nên hỗ trợ cho phòng khám để cứu những người ung thư như chúng con ạ. Con vào đây là con kiểm tra, kiểm cảm ơn là cha với chúa với các thầy với những mà nhà mạnh thường quân trong ngoài nước mà đã có tâm hỗ trợ cho những người bệnh ung thư như chúng con được khỏi bệnh ạ. Trong khi tôi khám bệnh ở đây tôi thấy mọi sự đều là do không hết, và cơ sở thì rất là được, rất là khang trang, và mọi cái vấn đề là đều được cho không, và còn được lâu lâu còn được các nhà mạnh thường quân là cho rau củ rồi cho lương thực thực phẩm rất là đều đặn. Tôi thấy rất là tốt, rất là quý mến, rất là cảm động. Thấy một cái cơ sở này thì không bao giờ tôi quên được. Khi xuống đây thì công trình của cha là nghe nói dở thì cũng buồn lắm. Nhưng mà hoàn cảnh buồn, nhưng mà mình người bệnh cũng không có cái gì để mà giúp đỡ phòng khám. Nhưng mà thì cũng có cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước cũng xem những cái clip của các thầy đăng lên về vấn đề phòng khám, là nó cũng bị tháo dỡ, công trình cũng rơi vào cái hoàn cảnh làm cho những người bệnh là nó đi vào cái con đường nó suy nghĩ là không biết làm sao mà có cái phòng khám cho nó đẹp, nó khang trang, cho nó lịch sự, để cho các bệnh nhân đến có chỗ mát mẻ và có chỗ các thầy khám bệnh cho bệnh nhân, và có cái chỗ để phát thuốc, phát nước và phát gạo cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân về khu nhà trọ để có cái sức, cái động lực để mình chữa bệnh cho nó tốt. Nhưng mà giờ cũng em đây cũng là bệnh nhân thì cũng gửi gắm đến các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân. Thì nói chung là có các nhà hảo tâm, có các nhà mạnh thường quân thì để cho bệnh nhân chúng em được có sức khỏe đến ngày hôm nay để xuống lại để thăm cha và thăm các thầy. Công trình thời điểm này thì các nhà hảo tâm, các quý mạnh thường quân giúp đỡ cho cha và cho các thầy đến giờ này là cũng tương đối, nói chung mà gọn gàng sạch sẽ hơn một chút nữa, thì xin quý mạnh thường quân giúp đỡ chung tay với các thầy chút xíu nữa là nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ là cũng được khoảng 90% rồi. Công trình cũng được 90% rồi, cũng xin các quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho các thầy chút xíu nữa, cho bệnh nhân đến có chỗ ngồi mát đi, có chỗ các thầy, các anh, các chú mà đi lấy nước, lấy thuốc cho nó sạch sẽ, cho nó khang trang một chút, để cho bệnh nhân có cái động lực để chữa bệnh cho nhanh khỏi. Dạ, cảm xúc thì cũng rất là mừng được các nhà hỗ trợ, được hỗ trợ cho các thầy để làm nên những chỗ an khang để cho các bệnh nhân chúng con đây được chữa bệnh tốt đẹp. Dạ, con xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân và các thầy ở đây đã tận tình giúp đỡ các bệnh nhân chúng con đây. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến
cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.